Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị dâu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Hạnh phúc lạc lối được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 1, Tâm An cũng nhận được vô số phản hồi của quý vị về nhân vật tên Ngân của chúng ta có người chê trách cô ấy Có người thông cảm cho cô ấy Nhưng đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng Mỗi người trong chúng ta đều có một số phận Và chúng ta Phải đi theo cái con đường Mà chúng ta cho rằng đó là đúng đắn nhất Và tốt nhất cho mình Hy vọng rằng là bên cạnh Ngân sẽ có những người bạn Để giúp cô thoát khỏi cái hoàn cảnh này Bởi vì ngày hôm nay Ngân sẽ gặp biến cố Và biến cố đó là gì đây Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào cái chuông này để có thể lắng nghe giờ phát sóng chính xác nhất của kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hạnh phúc lạc lối, tác giả Diễm Quỳnh qua giọng đọc của Tâm An. Rời khỏi quán ba Cường định đưa Ngân về nhà Nhưng giữa đường lại có việc gấp cần phải giải quyết Trời lúc này đã khuya Khó mà bắt được xe Hơn nữa bây giờ rất nguy hiểm Nên anh đã để cô đi bắn xe của mình về nhà Còn bản thân của anh Thì bắt xe taxi đến nơi làm việc Ngân một mình lái xe về Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác một mình trong xe thế này Mọi lần đều là Cường dẫn cô đi gặp khách hàng Chứ cô chưa bao giờ đi một mình đến điểm hẹn. Chiếc xe lao vun vút trên đường dưới màn đêm đen tĩnh mịch. Đi đến đoạn cầu giấy, Ngân điều chỉnh chân ga cho xe chạy chậm lại một chút, hình như là cô nhìn thấy ai đó. Ngân hạ kính xe xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi quyết định tiến gần hơn. Một cô gái chừng 17-18 tuổi đang đứng bên lề đường cùng với mấy cô gái điếm. Cô ta ăn mặc hở hang Nhìn qua nhìn lại, cũng giống như người đang chuẩn bị bắt khách. Khuôn mặt trông có vẻ rất thất vọng. Có lẽ đã đứng đây chờ quá lâu nhưng lại chưa có một mống khách nào. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Cô ta chỉnh trang quần áo, đầu tóc gọn gàng, vội vàng chạy ra mời chào. "Anh ơi, anh muốn đi cùng em không?" Vẻ mặt hớn hở, niềm nở như vừa câu được một con cá lớn khiến ngân ngồi trong xe có chút khó chịu ngân hạ kính xe xuống hẳn phát hiện ra trong xe là một người phụ nữ cô ta thất vọng tràn trề bĩu ngồi một cái sau đó quay ngoắt người về phía sau ngân lên tiếng lên xe đi tôi chỉ phục vụ đàn ông thôi tôi cần cô giúp tôi một việc tiền công tôi trả cho cô gấp đôi vừa nghe đến chữ tiền hai mắt cô ta sáng long lanh vội vã chạy đến bên xe của ngân gấp đôi việc đó có khó không không khó nhanh thôi cô có làm được không có vậy thì lên xe đi ngân ra lệnh rồi mở khóa cửa cho cô ta bước vào mặc dù không phải đi khách nhưng kiếm được số tiền gấp đôi mà không phải ngủ với mấy thằng cha hay kỳ kèo giá cả thì còn gì vui bằng cô ta bước lên xe nhìn xung quanh đưa tay sở lên những thứ đồ vật trong ô tô như thể đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy những thứ này chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường lớn ngân chỉ lướt nhìn cô gái bên cạnh mình qua gương sau đó không nói gì hết vậy việc tôi cần làm là gì cô ta đột ngột lên tiếng không gian yên tĩnh trong xe cũng biến mất ngân cầm chắc vô lăng mắt hướng thẳng về phía trước chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi trả lời câu hỏi á đơn giản thế thôi sao đúng vậy cô ta nhìn ngân bằng con mắt kỳ quái có lẽ cô ta nghĩ là cô không được bình thường chi ra một số tiền chỉ để ngồi trên xe và trả lời câu hỏi ư đúng là dở hơi nhưng nghĩ đến số tiền được nhận cô ta gật gù đồng ý ngay dẫu sao cô có dăm ba câu hỏi thôi trả lời xong lấy tiền rồi biến trả làm sao hết ngân liếc nhìn cô gái bên cạnh sau đó lên tiếng hỏi Em tên là gì? Hân Em bao nhiêu tuổi? 18 Làm nghề này bao lâu rồi? Khoảng 3 tháng Bố mẹ em có biết chuyện này không? Hân không trả lời cô Nó im lặng và không nói gì nữa Nhìn thôi cũng đủ hiểu Hân giấu bố mẹ đi làm cái nghề này Cô không hiểu tại sao Một cô gái mới 18 tuổi Lại tròn cách ngành Mà bị xã hội khinh miệt trong khi đó tương lai còn rộng mở phía trước ngân thở dài một tiếng và hỏi tiếp tại sao em lại chọn ngành này em lỡ dại à lỡ dại với bạn trai của em à dạ vâng anh ta chối bỏ trách nhiệm còn bố mẹ vì quá xấu hổ và không muốn nhận em chính vì thế em mới phải tốt lên chứ đời không chấp nhận mình thì em phải làm cho nó chấp nhận mình chứ Họ không coi em ra gì, bây giờ em làm cái nghề này thì ai mà nhìn mặt em chứ? Nhưng em không thể nào quay đầu lại được nữa chị ạ. À? Hân bắt đầu sụt sịt tiếng khóc, khóe mắt đỏ hoe. Gặp Hân lần đầu, người ta nghĩ rằng Hân là một cô nữ sinh vui vẻ hoạt bát và xinh đẹp, chứ không nghĩ rằng Hân lại làm cái nghề này. Cô hiểu những gì mà Hân đang trải qua, bởi vì chính cô đã từng như vậy bởi vậy ngân không muốn hân đi theo con đường nhơ nhuốc này nữa ngân suy nghĩ một hồi sau đó lại lên tiếng em bỏ cái nghề này đi tìm một công việc mới mà làm ban đầu có thể khó khăn nhưng em phải cố gắng cái gì cố gắng cũng làm được thôi chị nghĩ rằng em có thể quay đầu được sao không có gì là không thể nếu như em nỗ lực em đừng nghĩ nhiều quá về quá khứ nó không giúp gì cho em hiện tại đâu thôi được rồi nhà em ở đâu chị đưa em về chị cứ đi thẳng đi dợ sao rồi em chỉ cho cứ như thế ngân đi theo sự chỉ dẫn của hân đi tới một con hẻm nhỏ dừng xe trước ngõ cô đưa cho hân một số tiền coi như là bù buổi tối ngày hôm nay của hân sau cuộc trò chuyện với cô chồng hân vui vẻ hẳn lên không còn ủ rũ như trước mong rằng nó sẽ có một suy nghĩ mới bước xuống xe hân cúi đầu chào lịch sử em cảm ơn chị chị về cẩn thận à em nhớ những gì chị nói nhé đừng có làm chí dạ vâng nhưng chị này dù chỉ mới gặp chị trong chốc lát nhưng em rất ngưỡng mộ chị nếu có thể em muốn trở thành một người giống như chị xinh đẹp và tài giỏi đừng nên em đừng nên trở thành người giống chị Lý do ạ? À? Hẳn chố mắt nhìn cô. Chắc nó ngạc nhiên lắm. Chẳng hiểu tại sao Ngân lại nói như vậy. Trở thành một người giống cô ư? Đúng, tốt đấy. Xinh đẹp, giỏi giang, có tiền. Bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng ao ước được giống Ngân. Hẳn đứng trầm ngâm bên ngoài xe. Dường như những thắc mắc trong đầu nó không cho phép nó rời đi. Ngân liếc nhìn qua là biết nó muốn gì. Em không phải là bản sao của ai Cho nên em cứ làm chính mình là tốt nhất Thôi khuya rồi Em vào nhà nghỉ ngơi đi Chị về đây Tạm biệt nhá. Ngân nhấn nút kéo kính xe lên Và sau đó rời đi Nhìn qua gương chiếu hậu Cô vẫn thấy Hân đứng đó vẫy tay chào cô Đến khi chạy xe được một quãng đường Cô mới thả lòng tay mình Nhớ lại lời mà Hân nói ban nãy Ngân vô cùng chạnh lòng có lẽ hân nghĩ những gì cô có là do nỗ lực là cố gắng mà nên nhưng nó đâu ngờ rằng cái nghề mà cô làm cũng giống như nó làm điếm chuyện lúc nãy khiến cô cảm thấy thật lần nực cười một con điếm lại đi dạy đời một con điếm khác phải chăng cô đã quá tự phụ Khỏe môi của cô bất giác nồng nụ cười ánh mắt phẳng phất nỗi buồn đau thống khổ ngần lờ đãng một lúc rồi chợt nhận ra bây giờ cũng đã khuya Sáng mai cô còn dậy sớm để chuẩn bị đi khách. Cô nhấn chân gà mạnh hơn trên con đường đen trống vắng. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi ánh đèn pha của một chiếc xe tải phía trước lao thẳng về phía cô. Ngân hoảng loạn, nhanh chóng ngoặt mấy cái rồi dậm chân phanh nhưng có điều không ổn. Phanh xe không hoạt động, nó cứng đơ, dù cô dậm mạnh thế nào cũng không có phản ứng. Sao lại thành ra thế này? Không phải khi nãy còn hoạt động rất tốt sao? Hay là do Ngân đã đi quá tốc độ cho phép? Những câu hỏi ấy giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì. Xe của cô đang mất kiểm soát. Chiếc xe tải phía trước thì bấm còi liên tục. Ánh đèn pha rực sáng trong đêm tối. Ngân hoảng loạn cực độ. Tay cầm vô lăng xoay hết cỡ sang bên phải để cố tránh chiếc xe kia. Ánh đèn mãnh liệt từ sườn xe chiếu tới. Ngực của cô như muốn nhảy lên. Giả sức xoay vô lăng cuối cùng thì cũng tránh được Nhưng đó chưa phải là kết thúc Xe cô sợt qua chiếc xe tải Ở khoảng cách gần Khiến cho sườn xe bị chảy xước Tiếng phanh xe tải kít dài vang lên Rồi dừng hẳn Còn cô thì không thể nào phanh được xe Chiếc xe của cô cứ như vậy Tông thẳng vào lề đường Và chạm dữ rồi Xe mất khống chế Tiếng kính vỡ tiếng chói tai của bánh xe Ma sát với mặt đường trong nháy mắt Vang lên kịch liệt Cơn đau trên người bỗng nhiên truyền đến. Ngần trọn to mắt, chưa kịp nói gì, cô liền mất đi ý thức. Chiếc xe tải kia cũng nhanh chóng chạy xuống xem tình hình, thấy cô đầu chảy máu bất tỉnh trong xe, liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Cú va chạm trong đêm đen tĩnh mịch đầy máu và mảnh vỡ. Khu nhà A thuộc bệnh viện Đa khoa bác ái, lúc này vẫn rộn ràng tiếng cười nói, mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng tận hưởng bữa tiệc. Kiệt bây giờ gần như kiệt sức anh chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc nhưng ngặt nỗi những người quyền chức trong bệnh viện đều có mặt ở đây anh lại là nhân vật chính nếu như bỏ về giữa chừng xem ra không được hay cho lắm kiệt chỉ hối hận vì anh không từ chối lời mời tham gia bữa tiệc này bây giờ nghĩ lại thật là muốn nói không kiệt đi lòng vòng quanh bữa tiệc tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian mai ở đằng xa nhìn thấy anh đứng một mình liền nhanh chóng đến và bắt chuyện với Kiệt. "Anh Kiệt ơi, sao anh không ra kia nói chuyện với mọi người cho vui? Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi muốn ở đây một mình. Đằng kia có những nhà tài trợ quan trọng của bệnh viện, anh có muốn làm quen với họ không? Em có thể giúp anh." "Không, cảm ơn, tôi không cần." Kiệt thẳng thừng từ chối mà không một chút do so dự. Thái độ cự tuyệt này của anh khiến cho Mai có chút xấu hổ cô đã cố tình xuống nước nói chuyện ngon ngọt để được gần gũi anh. Nhưng đáp lại cô là sự lạnh nhạt và thở ơ. Mai không nản chí định lên tiếng nói, thì đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của anh vang lên. Kiệt nhanh chóng mở ra xem. Đọc tin nhắn xong, nét mặt của anh bắt đầu thay đổi. Cảm thấy lạ, Mai lên tiếng hỏi anh. Có chuyện gì thế à? Có một ca cấp cứu, tôi phải đi bây giờ. Cô nói với mọi người giúp tôi nhé dứt lời kiệt vội vã rời đi mai đưa tay ra định níu kéo anh nhưng cuối cùng lại vụt mất mai trời vơi giữa không gian đầy tiếng cười tiếng nói vui vẻ đối với anh cô chỉ là một người dưng không quá thân mật cũng không gần gũi sự cố gắng này của cô phải chăng là điều không cần thiết bác sĩ kiệt anh đến rồi tình hình bệnh nhân thế nào bị va đập mạnh ở vùng đầu xuất hiện cục máu bầm chân bị gãy à chuẩn bị chụp x-quang và nhóm máu, trùng với nạn nhân cho tôi. Sau đó, mang đến phòng phẫu thuật. Y tá rầm rắp nghe theo lời của anh, sau đó chạy đi làm việc. Kiệt cũng nhanh chóng đi đến phòng phẫu thuật, rửa tay bằng nước sắt trùng, thay bộ quần áo bác sĩ lên người. Anh điềm tĩnh bước vào bên trong. Ánh đèn trắng chiếu xuống, nhìn bệnh nhân nằm trên bàn mổ. Kiệt điềm tĩnh xử lý các thao tác ở vết thương. Có điều biểu hiện của anh có điều gì đó rất lạ lẫm. Lúc kiểm tra vết thương trên đầu Anh khựng lại đôi chút Như thể nhìn thấy điều gì rất thân quen Bác sĩ phụ mồ chính là bác sĩ Nam Bạn thân của anh Nhận ra sự lờ đãng Mất tập trung trong công việc của Kiệt Nam lay nhẹ người anh và lên tiếng Này bác sĩ Kiệt Chúng ta tiếp tục thôi Kiệt giật mình đưa mắt nhìn Nam Rồi chợt nhận ra giây phút mất tập trung của mình Anh nhanh chóng quay trở về Phong thái điềm tĩnh từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng lạnh lẽo vô cùng. Kẹp cầm máu, dao, kéo. Âm thanh vang lên từng nhịp chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, cùng với tiếng tít tít của máy đo nhịp tim bên cạnh. Ca phẫu thuật không mấy khó khăn nên mọi người nhanh chóng kết thúc công việc. Bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, rửa tay lại thật nhiều lần, sau đó quay trở về phòng làm việc. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại Chưa được vài giây Thì đột nhiên bị một lực mạnh Đẩy ngược vào trong Kiệt giật mình quay người lại Khi nhìn thấy Nam xông vào phòng Nét mặt có vẻ không hài lòng Trên trán có vài nếp nhăn Anh còn chưa kịp phản ứng gì Nam vội vàng lên tiếng Cậu đang nghĩ gì Khi nhìn thấy gương mặt của bệnh nhân kia Kiệt trột dạ như bị ai đó nắm thóp Anh làng tránh không dám nhìn thẳng quay lưng tiến về phía bàn làm việc và chối cãi tôi không nghĩ gì hết không nghĩ gì mà cậu lại lưỡng lự lưỡ. nam này khi đấy tôi chỉ nhất thời không ổn định bởi vì bản thân của tôi đã quá kiệt sức cậu không thấy mấy ngày hôm nay tôi không được nghỉ ngơi à tôi hy vọng rằng là cậu mệt chứ không phải là lý do nào khác nam nhìn thẳng vào kiệt ánh mắt đầy hoài nghi và dò hỏi kiệt lặng lặng không nói gì khẽ gật đầu một cái nam dần hiểu ra tâm tình của bạn mình nên cũng không trách móc rời khỏi phòng với tâm trạng lo âu nam đi rồi kiệt mới có thể thả lòng đầu óc anh dựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ nghĩ đến bệnh nhân khi nãy cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn không thể nào xác định được bản thân của anh cần phải làm gì tiếp theo trong phòng hồi sức cấp cứu Ngân được gắn ống thở Dây dịch truyền từng giọt từng giọt rơi xuống Bên cạnh là máy đo nhịp tim Không gian tĩnh lặng vô cùng Chỉ có âm thanh là những thiết bị hỗ trợ được phát ra tai nạn này tuy không ảnh hưởng tới tính mạng Nhưng lại khiến cho cô bị thương khá nhiều Đầu bị và đập mạnh vào vô lăng Trần bị gãy Và đến bây giờ cô đang phải truyền dịch Cũng may là cô chưa biến mình thành người thực vật Bên ngoài lúc này có một tiếng người đàn ông và đám người mặc đồ đen nghe giọng xem chừng gấp gáp và lo lắng anh ta lớn tiếng tôi muốn gặp bệnh nhân tên là ngân mới chuyển đến đây thưa anh bệnh nhân tên đó không có ở đây không có là không có làm sao rõ ràng cô ấy được chuyển đến đây bệnh viện các người làm ăn như thế à tôi muốn phá nát cái bệnh viện này cho các người xem bây giờ xin anh bình tĩnh đây là bệnh viện đừng có làm ồn nếu người mà anh nói thì nếu như có ở đây Chắc chắn chúng tôi đã tìm cho anh rồi Mẹ kiếp Cái bệnh viện chết tiệt này Anh Cường Anh cứ bình tĩnh Cái ngân bị tai nạn Không mang theo giấy tờ tùy thân Nên bệnh viện người ta không biết danh tính Anh cứ từ từ Người ta sẽ tìm ra thôi Cô gái với mái tóc nhộm màu vàng Đang đứng bên cạnh Cường lên tiếng khuyên can Họ đùng đùng kéo nhau đến bệnh viện Và gây ồn ào Lại còn mang theo nhiều người Nên ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh viện Dù sao đây không phải là nơi Tùy ý làm loạn Cường nghe kiểu nói như vậy Cũng tiết chế bản thân mình Không hùng hồ như bạn nãy. Nhưng mà trong lòng anh lo lắng vô cùng Ngân gặp tai nạn khi lái xe của anh Đổi lại nếu như tối hôm trước Người lái xe không phải là Ngân Mà là anh Thì bây giờ người nằm trong phòng bệnh Phải là anh mới đúng Cường suốt ruột đi qua đi lại ở sành bệnh viện chờ đợi y tá tìm thông tin. Anh gì ơi, tìm ra thông tin rồi. Tối hôm qua chúng tôi có nhận một bệnh nhân cấp cứu do bị tai nạn, nhưng hiện bây giờ chưa rõ danh tính. Anh vui lòng, đợi thêm một chút. Bác sĩ phụ trách sẽ đến và nói chuyện với anh. Cường định lên tiếng nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị Kiều ngăn lại. Cô gật đầu cảm ơn y tá, rồi quay sang kêu đàn em ra khỏi bệnh viện bọn họ hiểu ý nhanh chóng rời đi để cho cô và cường ở lại một lúc sau bác sĩ phụ trách cả phẫu thuật hôm qua cũng xuống để gặp hai người cường đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt sau đó liếc sang tấm thẻ trên ngực bác sĩ trần tuấn kiệt hai người là người nhà của bệnh nhân ngày hôm qua sao đúng vậy vậy mời hai người đi theo tôi kiệt xoay người đi dẫn trước Cường và Kiều cũng nhanh chóng theo sau. Ba người lên tầng 3, đứng trước phòng hồi sức của bệnh viện thì dừng lại. Nhìn qua tấm kính hình chữ nhật nhỏ trên cửa phòng bệnh, Cường có thể khẳng định đó chính là Ngân. Kiều cũng đưa mắt nhìn theo hướng của Cường. Thấy em mình đang phải thở bằng máy trên giường bệnh, lòng cô đau xót. Sau đó Kiều quay sang, nói với Kiệt. Dạ thưa bác sĩ Tình hình em gái tôi có nghiêm trọng không Vụ tai nạn có để lại di chứng gì không ạ? À? Cô cứ yên tâm, vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, hơn nữa bệnh nhân lại được cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng gì. Nhưng cô ấy nên ở bệnh viện để giám sát ít nhất là vài tuần. Dạ vâng, cảm ơn bác. Kiệt gật đầu rồi quay người rời đi, Cường và Kiều cũng vào trong thăm bệnh nhân, ngồi kế bên giường bệnh, Cường càng tự trách bản thân mình hơn. Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên bỏ Ngân ở lại một mình. Kiều nhìn dáng vẻ khổ sở của cường, cô thở dài. Làm việc với cường nhiều năm nay, cô có thể đoán được tình cảm mà anh dành cho Ngân, đặc biệt đến thế nào. Anh cường, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây? Giải quyết chuyện gì? Thì chuyện cái Ngân, không phải có người cố tình tắt phanh xe của nó để gây tai nạn à? Người bọn nó nhắm đến là tôi. Xe đó là xe của tôi chứ không phải là ngân. Cô ấy đã thế cho tôi một mạng rồi. Cũng may là nó không sao, nhưng chuyện này không thể mãi tiếp diễn được. Anh có nghi ngờ ai chưa? Chuyện này tôi biết phải làm gì, cô không cần phải xen vào. Tôi cho cô nghỉ đi khách mấy ngày và cô ở đây để chăm sóc cho ngân. Nhưng còn khách hàng mà ngân vừa nhận giao dịch thì sao anh? Cô không cần lo, tôi sẽ tìm người thay thế. Kiều gật đầu mấy cái và không nói gì thêm nữa. Cường ở lại với Ngân chừng một lúc thì cũng rời đi. Một mình Kiều ở trong phòng bệnh chăm sóc Ngân. Nhìn Ngân trong tình trạng bây giờ, cô đau lòng biết mấy. Hai chị em đều làm gái giống nhau, đều thuộc đường dây gái gọi cao cấp. Có điều mấy ngày nay tình hình sức khỏe của Kiều không được tốt, nên cô đành phải nghỉ ngơi mấy tuần. Kiều nhớ vài hôm trước, Ngân còn sang khoe với cô rằng bản thân cô đã kiếm được một món tiền rất lớn Hai chị em dự định sẽ đi đâu đó để giải khuây. Thật không ngờ, Ngân lại gặp tai nạn. Kiều nắm lấy đôi bàn tay gầy gò mà thì thầm với Ngân. Em phải mau chóng khỏe lại đây. Hai trẻ em mình còn rất nhiều việc chưa làm. Em không thể ngủ mãi thế này được đâu. Em có hiểu không? Kiều nói mà nghẹn ngào nơi cuống họng, sống mũi của cô cay xè, hai mắt ánh lên những tia đỏ rực. Kiều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống lang thang phiêu bạt khắp nơi. Vào cách ngành này cũng là do dòng đời đưa đẩy. Mai xào trời phú cho cô làn da trắng, cùng với thân hình tuyệt vời, đẹp lắm, đẹp theo kiểu con gái thôn quê, khác biệt với mấy đứa cùng ngành. Nên cường cũng cho cô vào trong đường dây cao cấp, chuyên đi phục vụ các đối tác của anh ta. Ngân và Kiều quen nhau qua lời giới thiệu của cường, sống chung với nhau một thời gian cũng có tình cảm coi nhau như chị em trong nhà có ngân bên cạnh bầu bạn với kiều cũng giúp cô vơi bớt đi tâm trạng cô đơn lạc lõng bây giờ em gái mình thành ra thế này cô không đau buồn làm sao được chứ chuyện phanh xe đột nhiên bị hỏng chắc chắn có người bày mưu đối tượng mà kẻ bí ẩn này nhắm đến chắc chắn là cường chỉ tiếc rằng người gánh chịu hậu quả lại chính là ngân kiều nhìn ngân Cô lo lắng không biết liệu chuyện này có tái diễn một lần nữa hay không. Bởi không chỉ có Ngân mà những người khác có liên quan đến Cường biết đâu lại gặp nguy hiểm. Vùng đầu đau nhức những dây thần kinh xung quanh truyền đến một cảm giác tê dại khó chịu. Lòng mì nặng chịu đôi mắt lờ đờ dần được mở ra. Ngân nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đối với cô bây giờ giống như một bức ảnh màu bị nhòe đi. Cảm giác chán của cô rất nặng. Ngân đưa tay lên sờ thử thì thấy một dài băng dài đang cuốn quanh. Cô ngờ ngỡ nhớ ra điều gì đó. Tiếng phanh xe, đèn pha và cả tiếng kính vỡ. Đó chính là tai nạn. Đúng rồi, mình bị tai nạn xe hơi. Ngân thốt lên trong tâm trí, hai mắt cũng mở to nhìn lên trần nhà. Ký ức cuối cùng của vụ tai nạn dần dần được khôi phục. Cô nằm im trên giường và nhớ ra mọi chuyện. Khoảng chừng một lúc sau, cô mới lồm cồm ngồi dậy. Ngân chống tay xuống giường, thì nhận ra một bên chân của mình không có cảm giác. Chân của cô đang bị bó bột, không thể nào nhúc nhích, cũng không thể nào cử động. Mẹ kiếp, mình bị nặng đến thế này sao? Ngân chửi thề trao mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đúng lúc này kiều cũng từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một bình nước thấy cô tỉnh dậy kiều mừng rỡ chạy lại đến bên cô hỏi han ngân em tỉnh rồi à trong người thế nào em đau ở đâu em cần chị gọi bác sĩ cho em không dạ không cần đâu chị em ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày rồi ạ à? em hôn mê hơn hai ngày rồi đấy chị kiều chị đưa cho em cái gương được không ờ à, gương á để làm gì? Chị cứ đưa cho em đi. Kiều nhìn Ngân đầy khó hiểu, sau đó lấy gương đưa cho cô. Ngân cầm gương trên tay ngắm nghĩa mình một hồi rất lâu, sau đó thốt ra một câu xanh giòn. Bay quá, mặt em không sao. Có điều, môi hơi nhạt nhỉ. Đợi khi nào xuất viện, Tốt tát lại thì lại ổn ngay. Kiều nghe xong ngớ người, bị tai nạn nặng như vậy, chân không đi được, đầu thì băng bó tùm lum, mà ngân lúc này lại chỉ quan tâm đến gương mặt, kiều có chút giận dữ chỉ muốn cốc vào chán cho ngân tỉnh lại. Kiều lắc đầu nói: Em không thấy bản thân có những vết thương nặng hơn à? Em không quan tâm, nghề của chúng ta dựa vào mặt để kiếm tiền, dù chân có tàn phế thì cũng moi được một khoản kha khá. Chỉ sợ mặt không giống người mà giống quỷ thôi chị ạ. À? Kiều thở dài, sống với ngân bấy lâu nay cô phần nào cũng hiểu được tính cách của ngân ngân mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối mặc dù bản thân đang rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn bây giờ cũng vậy kiều biết ngân cảm thấy sợ khi nghĩ về vụ tai nạn nhưng lại hờ hững như không có gì xảy ra cô muốn giúp ngân lắm muốn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng ngân chỉ là ngân cứ từ chối không cho cô bước vào thế giới của mình dù đã cố gắng nhiều lần nhưng đến cuối cùng vẫn là đứng bên lề thế giới đó hai người im lặng một lúc lâu không ai muốn lên tiếng có lẽ trong đầu họ có suy nghĩ rằng người kia sẽ mở lời trước nên cả hai đều ngập ngừng không nói chuyện em gặp tai nạn anh cường có biết không chị biết còn chuyện phanh xe bị cắt anh ấy cũng biết rồi à ừ biết hết rồi em cứ yên tâm đi Cường sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Thế còn khách hàng, em mới nhận thì sao chị? Ai thay thế em thế? Không ai cả, vị khách đó không muốn ai phục vụ ngoài em. Anh ta nói rằng, anh ta sẽ chờ đến khi nào em khỏi bệnh thì hợp đồng lại tiếp tục thực hiện. Dạ vâng, em hiểu rồi. Ngân không nói thêm gì nữa, cô quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa sổ, bản thân cô bây giờ không biết nên vui hay nên buồn không bị mất khách đương nhiên là có tiền nhưng với tình trạng của bản thân mình thế này cô thực sự không muốn tiếp khách một chút nào kể cả khi cô khỏi bệnh không rõ là do sự va đập mạnh ở vùng đầu hay sau bao nhiêu năm lún sâu vào vùng bùn tối tăm đó mà cô có cảm giác cô muốn được quay đầu muốn dừng lại tất cả những việc hiện tại mình đang làm ánh mắt vô hồn của ngân nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài kia lặng lẽ và u buồn. Kiều thở dài. Chắc là cô cũng có cảm giác giống như Ngân. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Bác sĩ Kiệt từ bên ngoài bước vào. Thấy Ngân tỉnh táo. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt. Kiều lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy. Dạ, chào bác sĩ. Chào hai cô. Tôi đến đây để kiểm tra. Sức khỏe cho cô gái đây. Ngân chỉ liếc nhìn anh một cái Cô bây giờ không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi như thông báo này. Thái độ của Ngân khiến cho Kiều ngại ngùng với anh. "Dạ vâng, vậy phiền bác sĩ kiểm tra cho cô ấy giúp tôi. Tôi có việc ra ngoài, xin phép ạ." À? Dứt lời Kiều hơi cúi đầu, sau đó quay sang thì thầm với Ngân. "Đây là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho em đấy. Bởi vậy, em nghe lời anh ta một chút nhé, cho nhanh khỏi bệnh." ngân chào mày gật đầu xua tay hiểu ý kiều chẹp miệng mấy cái rồi cũng rời đi cánh cửa phòng đóng lại kiện bắt đầu kiểm tra cho ngân anh tiến sát đến người của cô người hơi cúi xuống xem bông băng sau đó nhìn cô hành động này của anh khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn mặt cô gần như chạm vào lồng ngực của anh ngân không có ý gì cũng chẳng để tâm đến chuyện này như mùi hương bạc hà dịu nhẹ phàng phất nơi cánh mũi khiến cô có chút cảm giác là lạ, lạ. Sau một hồi kiểm tra, anh đứng thẳng người, tự động lùi về sau mấy bước, tay cầm bút ghi chép cái gì đó. Cô có chóng mặt không? Tôi hỏi cô, cô có chóng mặt không? À, không, không có. Kiệt lúc này vẫn chăm chú ghi chép thông tin, ngữ điệu nhẹ nhàng và hỏi tiếp. Cô có cảm thấy đau đầu không? Một chút à, ảo giác dạ không ừ vậy thì tốt rồi sau một loạt câu hỏi kiệt cuối cùng kết thúc việc ghi chép của mình anh tiến đến cuối giường và kiểm tra cái chân của cô chân của cô bị gãy xương cô nên nghỉ ngơi vài tháng sau đó mới có thể đi lại được nên cô phải cẩn thận nhé nhưng cũng đừng lo ngại quá đây có phải là nghiệp vụ của bác sĩ thông báo cho bệnh nhân về tình hình sức khỏe của mình hay là anh còn có ý khác các bệnh nhân được anh phụ trách mỗi lần khám sau khi mổ thế này anh đều đi cùng với một hoặc hai y tá thế mà lần này anh lại đích thân tới đây lại kiểm tra kỹ lưỡng như vậy với tư cách là bác sĩ mổ chính anh là người biết rõ tình hình sức khỏe của bệnh nhân hơn nữa còn biết chỗ nào ổn chỗ nào không nhưng mà ngân là ngoại lệ khám bệnh xong anh rời khỏi phòng vừa cách xa cạnh giường vài bước vạt áo của anh nhanh chóng bị một lực kéo lại không quá mạnh mà hời hợt yếu ớt kiệt ngoảnh đầu nhìn xuống dưới bàn tay nhỏ bé gầy guộc bám lấy áo của anh kiệt trao mày khó chịu nhưng không hề có ý định kêu cô buông tay ra ngần lúc này cúi gằm mặt xuống mái tóc đen dài che giấu khuôn mặt của cô nhìn vào chỉ thấy một khoảng trống màu đen nhỏ cô nghẹn ngào từng lời bác sĩ có cách nào khiến cho tôi không thể nào khỏi bệnh được không nói ra những lời này chắc hẳn tâm trạng của cô đang rất thất vọng và buồn bã mọi người đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ chỉ mong có thể chữa được bệnh vậy mà cô lại muốn nó kéo dài và không muốn khỏi kiệt trầm ngâm ai cũng muốn bản thân mình khỏi bệnh sống lâu hơn một chút để tận hưởng cuộc sống này còn cô tại sao cô lại bi quan như vậy nhưng đối với người khác, họ có cuộc sống của họ. Cuộc sống của họ rất tươi đẹp. Họ muốn níu giữ nó. Còn tôi, cả cuộc đời của tôi chỉ một màu đen tối. Tôi không còn động lực để sống tiếp. Bố mẹ cô thì sao? Tôi không có bố. Còn mẹ? Bà ấy mất từ khi tôi còn bé. Ngần nắm chặt lấy vạt áo của anh, như thể không muốn để cho anh đi. Kiệt không phải là người giỏi ăn nói, cũng không phải là chuyên gia tâm lý, nên chẳng biết an ủi Ngân thế nào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến mu bàn tay ấm nóng của mình. Ngân thật sự cảm thấy dễ chịu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai ánh mắt đối diện nhau và hình như họ dần nhận ra rằng có một phần nào đó của nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của đối phương. Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cô nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho vết thương đâu. Ở đây chúng tôi có nhiệm vụ chữa bệnh cho mọi người. Còn cái mà cô nói là điều không thể nào xảy ra. Kiệt rời khỏi tay cô và quay người bước đi. Ngân nhìn theo bóng của anh khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh mà cảm giác vô cùng vu vơ. Cô không hiểu được tâm trạng của mình bây giờ như thế nào mơ hồ không phương hướng hay chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân tại sao bỗng nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy chứ ngân tự hỏi chính mình như vậy sau cuộc phẫu thuật suy nghĩ của cô thay đổi rất nhiều cô không còn muốn phục vụ khách hàng cũng không muốn thiết tha tiền bạc cô chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên giống như bao nhiêu người khác không biết trong lúc bị va đập có chạm vào dây thần kinh nào hay không hay ca phẫu thuật này có điều gì đó trục trặc hay không mà cô lại thay đổi như vậy. Dù không biết chính xác cảm xúc trong lòng là gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, một ý nghĩ mới, một suy tưởng mới đang dần hình thành trong cô. Căn phòng sang trọng, với ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, tạo nên một không gian lãng mạn. Trên chiếc giường cỡ lớn, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, Chiếc khăn trắng mỏng che ngang mập mờ xuất hiện trên cơ thể trần trụi. Tiếng rên rỉ của người con gái hòa cùng với hơi thở nam tính mãnh liệt. Âm thanh phát ra ngượng chín cả mặt. Anh Thành, anh nhẹ nhàng thôi, em không chịu được bây giờ. Em bớt kêu đi, đây không phải là công việc của em sao? Phục vụ há muốn của đàn ông. Anh nhếch mép mỉm cười, cứ như vậy thúc thật mạnh cho đến khi bản thân giải phóng thì dừng lại cô gái bé nhỏ nằm dài trên giường hơi thở khó khăn sau trận đêm mê dài người cô có rất nhiều vết đỏ toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức cô khổ sở xoay người mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt hoa này em đi khách ngoài thế này mà không bị bọn nó phát hiện sao chỉ cần đút cho bọn chó canh một ít tiền là xong ấy mà em diễn kịch hay thật trước mặt đối tốt với chị em trong nghề sau lưng lại bán đứng họ bản thân mình thì lại đi khách ngoài sao thế em thật là ghê gớm mấy cái trò mèo này không phải là anh dạy cho em sao tốt đúng rồi là anh dạy cho em mà chuyện anh nói em làm xong chưa tất nhiên là xong rồi nhưng anh phải giữ lời hứa của mình đấy chỉ cần em ngoan cái gì cũng được hoa đưa đôi mắt sáng ngời của mình nhìn thành anh có thể thấy rõ khát vọng trong đôi mắt đó, tiếc rằng nó lại không được dùng vào đúng việc. Ngân lúc này đang ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm, nghĩ đến vết thương trên đầu và chân, cô muốn nó cứ như vậy mãi và không lành. Suy nghĩ tiêu cực này luôn xuất hiện trong tâm trí của cô. Chuyện chiếc xe bị đứt phanh không phải ngẫu nhiên mà có, chắc chắn là có người nào đó muốn hại cường hoạt động trong xã hội đèn bấy lâu nay, Cường không hề gây thù chuốc oán với ai, cũng chưa từng gây rối với bất kỳ tổ chức nào. Nhưng không hiểu lý do gì mà dạo gần đây có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Vụ tai nạn xe này chỉ là một trong những số lần mà Cường bị hại. Và tiếc rằng lần này Ngân là người chịu tội thay Cường. Trong giới này, Ngân thân thiết với Cường nhất, e rằng sự an toàn sau này của cô sẽ bị đe dọa. Nếu như cô cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, cô không sợ chết, chỉ là cảm xúc bây giờ không xác định được. Ngân tựa lưng vào thành giường, ngả đầu về phía sau và thở dài. Hôm nay một mình cô trong bệnh viện, Kiều nói rằng phải ra ngoài để phục vụ khách, không thể ở bên và chăm sóc cho cô được. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của Ngân cũng khá lên rồi, Kiều nên quay trở về và làm việc của mình. Một mình trong căn phòng lớn, cô đơn lạc lõng bùa vây lấy cô. Ngay sau khi tỉnh dậy, cô nghe kiều nói cường đã nhanh chóng chuyển cô sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này. Mặc dù vết thương của cô không quá nặng, nhưng cường vẫn muốn cô được chăm sóc tốt nhất. Nhìn căn phòng rộng rãi mà trống rỗng này, cô chỉ cảm thấy cô đơn và buồn bã. Đáng lẽ lúc đó cô nên ngăn cường bảo anh ta cho mình ở lại phòng bệnh thường, thì bây giờ chắc là có người đang nói chuyện với cô. Bên ngoài hành lang vắng tanh, không có một bóng người, chỉ có ánh sáng của một vài căn phòng tỏa ra. Sự tĩnh lặng của bệnh viện nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lộp cộp trên mặt đất cùng với tiếng người nói chuyện. Hồ sơ những người từng phẫu thuật ở đây, chị đã làm chưa? Chị làm xong cả rồi. Thế thì phiền chị mang lên văn phòng giúp em nhé. Bà Mai này, bây giờ em không về nhà nghỉ ngơi à? Em còn nhiều việc lắm, chưa giải quyết xong nên em muốn làm nốt chị ạ à? có thật không hay là muốn ở đây để chờ bác sĩ kiệt chị lan này chị đừng trêu em không phải như chị nghĩ đâu ạ à? thôi được rồi chị không trêu em nữa lan nói thế thôi nhưng vẫn thầm cười trộm mai hai người là chị em thân thiết trong bệnh viện bấy lâu nay chẳng nhẽ cô lại không biết mai đang nghĩ gì từ lúc bác sĩ kiệt chuyển về đây làm việc mai thường xuyên ở lại bệnh viện đến khuya và cái việc này Trước đây, Mai chưa từng nghĩ đến. Mai yêu Kiệt từ cái nhìn đầu tiên, dù đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình cho Kiệt biết, nhưng mà anh chỉ xem cô là đồng nghiệp. Cô luôn cố gắng từng ngày làm mọi việc để anh có thể chấp nhận mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, bởi vì cô cho rằng chỉ cần có nỗ lực và có thời gian thì trời xanh sẽ an bài. Mai đi dọc dãy hành lang tầng 3 của bệnh viện, vừa đi vừa đọc tài liệu, chợt cô dừng bước. Trước cửa phòng bệnh đặc biệt, cô thắc mắc, gần một năm nay không ai chuyển đến phòng bệnh này, tại sao bây giờ nó lại sáng đèn. Nghĩ rồi, cô quay sang nói với Lan. "Chị Lan ơi, phòng bệnh đặc biệt này có người sao?" "Đúng rồi, có một bệnh nhân ở trong đó." "Là ai thế chị?" "Chị cũng không rõ, nhưng hình như là bệnh nhân mà bác sĩ Kiệt phụ trách. Cô ta chỉ chuyển đến đây hôm qua thôi." "Là bệnh nhân nữ sao?" ừ chắc là con nhà giàu dạ vâng mai em đến xem thế nào phòng bệnh đặc biệt là phòng vip của bệnh viện mỗi khi có bệnh nhân chăm sóc của phòng này ban giám đốc bệnh viện đều cử người xuống thăm việc có bệnh nhân chuyển đến đây mà mai lại không biết quả thật là tắc trách có lẽ ngay trong sáng mai cô phải đến đây để thăm bệnh nhân này mai cầm tập tài liệu trên tay định bước về phòng của mình nhưng cuối cùng cô lại đi qua chỗ kiệt Cô đoán chắc giờ này anh đang còn thức và làm việc nên muốn đến xem thử. Đứng trước cửa phòng, Mai Trần Trừ đắn đo mãi mới dám đưa tay gọi cửa. Âm thanh lộc cộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mai chờ đợi nhưng không hề có tiếng đáp lại từ bên trong. Lạ thật, ngày thường chỉ cần gõ một tiếng là nghe thấy anh trả lời. Bây giờ cô gõ rất nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Mai đứng bên ngoài hồi lâu và cuối cùng mạo muội đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng tanh, không có một bóng người, thì ra là anh không có ở đây. Giấy tờ tài liệu la liệt trên bàn, máy tính vẫn sáng đèn. Anh đi đâu được nhỉ? Mà nhìn xung quanh một hồi, rồi như nhận ra điều gì đó. Kiệt đã đến thăm cô ấy. Cô cười khổ, khẽ lắc đầu mấy cái, rồi quay lưng rời đi. Hơn 3 năm rồi, 3 năm rồi mà anh ấy không thể nào quên được cô gái ấy, mặc cho cô ta mãi mãi không trở về. Sáng sớm, Ngân bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa kính, cô chờ mình, chân bị bó bột nặng nhọc không thể nào xoay được người. Ngân chống tay xuống giường, dùng hết sức của mình ngồi dậy. Đầu hơi đau nhức bởi vô tình động nhẹ vào vết thương. Cô thẫn thờ một lúc, rồi đưa tay với chiếc nạng bên cạnh, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào trong nhà vệ sinh. Xong xuôi đầu đó cô bước ra ngoài, lại ngồi lên giường ăn, cái đồ ăn mà bệnh viện chuẩn bị cho cô. Mấy ngày này Kiều bận đi khách nên không thường xuyên đến thăm cô, căn phòng trở nên trống trải và im lặng. Ngân ăn được vài muỗng cháo thì ngưng lại. Thực sự không thể nào nuốt nổi đồ ăn ở đây. Cô đặt bát cháo sang một bên ngõ nghiêng xung quanh một hồi khi chắc chắn không có ai nhìn thấy ngân mới lấy trong ngăn kéo cuối cùng ra một bao thuốc lá thăng long mấy ngày trước kiều đến cô đã nhanh chóng lấy nó từ túi sách của kiều nằm trong bệnh viện suốt ngày không có điện thoại không rượu bia thì ít nhất phải cho cô tận hưởng những điếu thuốc lá này chứ ngân cầm nó trên tay bật lửa sau đó đưa lên hít một hơi thật sâu làn khói trắng từ khoang miệng nhà ra, kèm theo mùi thuốc nồng nặc. Cô ngả đầu về sau, tựa lưng vào thành giường, thái độ hài lòng với những gì đang diễn ra. Ngân nghĩ, chính giả ở trong bệnh viện cũng tốt, không phải đi khách, thích làm gì thì làm, chỉ việc ăn và ngủ thôi. Ngân vừa nghĩ vừa cười thầm, đang định đưa điếu thuốc lên hút tiếp, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo cầm chặt lấy cổ tay của cô, sau đó vứt điếu thuốc đi. Cô giật mình quay sang Xem là ai Và cô biết rằng người đó chính là Kiệt Khuôn mặt của anh cầu có Tối sầm lại Ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ Nhưng ngữ điệu vẫn trầm lắng Không được hút thuốc ở đây Nhưng mà tôi thích Đó là chuyện của cô Còn đây là trong bệnh viện Cô không được hút Hơn nữa nó ảnh hưởng đến phổi của cô Cô vừa mới phẫu thuật xong Bây giờ cô lại dùng những thứ độc hại thế này sao Bác sĩ Kiệt anh là bác sĩ phẫu thuật Không phải là bác sĩ phổi <laughs> Anh làm gì mà ngăn cản tôi Nếu như không được hút trong bệnh viện Vậy thì tôi ra ngoài hút Anh trả thuốc lại cho tôi Ngân nắm lấy tay của anh Đôi mắt đen láy Ẩn chứa nước mắt tha thiết cầu xin Môi của cô miếm chặt lại Cực kỳ đáng thương Bộ dạng của cô bây giờ Thật giống một con mèo con nũng nịu Kiệt nhìn cô Vẻ mặt không một chút biểu cảm Cũng chẳng có chút gì dao động anh lạnh lùng vứt điếu thuốc lá hút giờ đó đi. Yết hầu của anh lúc này chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, ngữ điệu vô cùng cao ngạo. Tuyệt đối, không được hút. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, Kiệt và Ngân nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét. Cô lườm anh, thực sự cô không ưa nổi bản mặt lạnh lùng của anh. Đã xuống nước cầu xin năn nỉ ỉ ôi, thế nhưng anh lại không rộng lượng, tha cho cô một con đường sống. Không hiểu anh làm bác sĩ kiểu gì kiệt chẳng hề nao núng hay có bất kỳ phản ứng nào với thái độ của cô sau khi vứt điếu thuốc đi anh cầm cuốn sổ trên tay bắt đầu ghi chép hôm nay cô cảm thấy trong người thế nào rất mệt rất đau kiệt khó hiểu hạ tầm mắt xuống nhìn cô trông cô khỏe mạnh thế này tại sao cô lại kêu đau hay ca phẫu thuật để lại di chứng kiệt trao mày Nét mặt có chút biểu hiện lo lắng Cô đau ư? Đau chỗ nào? Cô khó chịu ở đâu? Ở mắt Ở mắt của cô? Đúng vậy Tôi rất đau mắt Bởi vì có một kẻ làm cho tôi trướng mắt Nên tôi rất đau Kiệt ngớ người một hồi Sau đó nhận ra rằng cô đang nói khái mình Anh dần thu lại sự lo lắng trên gương mặt Phòng thái điềm tĩnh của một bác sĩ trồi dậy nếu như cô trướng mắt, cô có thể không nhìn. Dù sao, ấy, tôi chỉ đến đây để kiểm tra vết thương ở đầu và ở chân của cô. Anh... Ngân lúc này giận dữ lắm. Cô ước rằng có thể dạy cho anh ta một bài học, nhưng không được. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông lạnh nhạt và thở ơ. Ngay cả Cường cũng chưa từng có thái độ này với cô. Vậy mà chỉ một bác sĩ phẫu thuật bình thường lại khiến cho cô tức giận đến như vậy. Kiệt tỏ ra tỉnh bơ, không quan tâm, chăm chú ghi chép tình trạng của bệnh nhân. Anh biết rằng cô đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nên cũng tránh không để cho cô thêm tức giận. Ngần thấy thái độ vô cảm của anh lại càng tức giận hơn, cô nắm lấy tay áo của anh. Tại sao anh không cho tôi hút thuốc? Tôi ra ngoài hút cũng được, có đúng không? Không được đâu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Chẳng phải hôm trước tôi nói với anh rằng? Tôi muốn kéo dài bệnh tình của mình Và đây là một cách rất hữu hiệu còn gì Tôi nói không được là không được Cô đến đây chữa bệnh Chúng tôi phải có trách nhiệm giúp cô Chứ tại sao lại để cô hành hạ bản thân mình Anh là bác sĩ Mà không giúp người Thì thôi Tôi sẽ tự giúp mình Dứt lời cô buông tay Và quay người sang hướng khác Kiệt chỉ biết thờ dài ngao ngán Mới đầu anh còn tưởng cô là một cô gái trầm tính Ít nói nào ngờ lại là một người cứng đầu và cố chấp thế này anh định lên tiếng nói với cô mấy câu mà thấy cô quay lưng về phía mình lại đang làm cái gì đó một vài tiếng sột soạt nhỏ vang lên kiệt cảm thấy rất lạ anh từ từ tiến gần về phía cô ở vị trí của mình nhìn xuống anh thấy cô cầm một điếu thuốc lá trên tay và chuẩn bị đưa lên miệng trong nháy mắt toàn bộ số thuốc lá đó đã nằm gọn trong tay của anh ngần bất ngờ cô không kịp phản ứng quay qua quay lại gói thuốc thân yêu của cô đã hoàn toàn biến mất trả cho tôi không được anh có đưa cho tôi không không đưa nếu anh không đưa cho tôi tôi sẽ giết chết anh với tình trạng này của cô thì cô không thể làm được đâu tốt nhất cô nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi đừng có quậy phá nữa anh đúng là đổ phá đám đổ lo chuyện bao đồng Kiệt không muốn tiếp tục đôi co với Ngân nên ngừng lại và không đáp trả. Cất bịch thuốc vào túi. Anh chuẩn bị rời đi thì Ngân lại nhanh chóng kéo áo của anh lại. Anh đã vứt một điếu thuốc cho cô. Rồi bây giờ anh lại còn muốn lấy cả bịch thuốc của cô. Đời nào Ngân đồng ý. Cô nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nhất quyết không cho anh đi. Kiệt nhìn cô. Ánh mắt đầm đầm sát khí. Từng lời nói giết qua kẽ răng. Như muốn kìm nén tâm tình phẫn nộ cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không đưa cho cô đâu. Ngân nhất quyết không buông tay, hành động kiên định, nét mặt nghiêm nghị không kém. Kiệt quay người cố gắng gỡ tay cô, sao khỏi áo của mình, nhưng dường như càng gỡ, cô càng nắm chặt hơn. Nhân lúc anh không để ý, cô nhanh chóng lấy bịch thuốc lá từ trong túi áo của anh. Niềm vui đến chưa được bao lâu, thì lại vụt tắt. Nhận ra điều bất thường, Kiệt phản ứng mau lẹ và lấy lại ngay trần của ngân bị thương nên việc di chuyển của cô rất hạn chế hơn nữa cô đang ngồi trên giường nên lại càng khó khăn trong công việc đấu tranh giành quyền lợi nhất quyết không bỏ qua ngân chơi với sau đó miệng không ngừng nói anh có đưa cho tôi không không được cô không được sử dụng nó trong bệnh viện thế thì tôi sẽ ra ngoài anh đưa đây cho tôi không không đưa hai người cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai giống như mấy đứa con nít đang tranh giành đồ ăn vậy ngân cố gắng với tay lấy bịch thuốc nhưng căn bản là không thể cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cô cũng bám được vào cổ tay của anh cô dùng hết sức của mình kéo anh xuống không ngờ lại vô tình khiến cho anh mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường anh đè lên người cô may mà cô vẫn chống tay kịp nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây đang rất gần nhau Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau Ngân cảm nhận được hơi ấm nóng Cùng với hương bạc hà nhẹ nhẹ thoang thoảng Gương mặt kiều diễm của cô Thu gọn trong đôi mắt của anh Trong giây lát Tìm anh bỗng đập loạn một nhịp Kiệt nhìn Ngân chăm chú đầy chiều mến Hành động này của anh khiến cho cô ngại ngùng Đỏ chín cả mặt Không dám đối diện Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra Mai từ bên ngoài bước vào Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Cô vô cùng ngạc nhiên Hạ hai người đang làm gì thế này? Nghe thấy cô tiếng nói, Kiệt và Ngân đều quay về phía âm thanh phát ra. Nhận ra hành động của mình, Kiệt nhanh chóng đứng dậy. Ngân cũng vội vàng ngồi thẳng lưng. Bao thuốc lá sớm đã bị anh cho vào thùng rác để không ai phát hiện. Kiệt chỉnh trang lại quần áo, lắp bắp hỏi. Mai, em đến đây làm gì? Em đến đây thăm bệnh nhân. Thăm bệnh nhân? ngân rất ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt cô ta mặc một bộ công sở rất đẹp cách trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kỳ mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy làn da trắng cùng với vóc dáng vô cùng hoàn hảo thoáng nhìn qua thôi cũng biết là người có tiền cô ta khác hẳn với những người con gái mà ngân đã gặp trong giới ngân khẳng định chắc nịch chưa từng quen biết cô ta hai người không hề quen biết nhau thì tại sao cô ta lại đến đây thăm bệnh phải chăng có sự nhầm lẫn nào ở đây Ngân còn chưa kịp nói Thì Kiệt đã vội vàng lên tiếng Em quen với bệnh nhân này sao Dạ không Bệnh viện chúng ta có quy định Nếu có bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt này Thì ban lãnh đạo Sẽ cử người xuống để thăm bệnh Nên hôm nay em đến đây Thăm hỏi cô ấy Ngân à lên một tiếng gật gù Kiệt lúc này mới nhớ ra rằng Bệnh viện còn có quy định này mai mỉm cười nhìn hai người sau đó tiến đến chỗ ngân ân cần hỏi han cô ngân không biết bệnh viện của chúng tôi chăm sóc cô có tốt không dạ tốt ạ à? tốt lắm ạ à? vậy thì may quá nếu cô có gì không hài lòng cô cứ nói chúng tôi nhất định giải quyết ngay mai vừa dứt lời ngân vội vàng nắm bắt cơ hội có tôi tôi rất khó chịu với một thứ rất khó chịu sao là chuyện gì cô nói đi ngân chuyển ánh mắt sang phía kiệt ngón trỏ nhanh chóng giơ lên điều cô khó chịu trong bệnh viện này chính là anh ta mai cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của ngân cô ngạc nhiên khi điều mà ngân nhắc tới lại chính là kiệt tất cả bệnh nhân trước đây do kiệt phụ trách ai cũng rất hài lòng không một lời than phiền trách móc còn ngân là người đầu tiên nói kiệt như vậy mai quay lại nhìn ngân sau đó vừa cười vừa hỏi bác sĩ kiệt là một trong những bác sĩ giỏi bệnh viện này anh ấy phụ trách chăm sóc bệnh tình của cô chắc chắn sẽ rất nhanh khỏi xin hỏi cô không hài lòng điều gì sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi vô cùng khó chịu ngân bình thản dõng dạc sau đó lườm anh một cái đau điếng mai thực sự phân vân không biết nên giải quyết thế nào thì kiệt lên tiếng giải vây mai này em cứ về làm việc đi chuyện này tôi tự giải quyết bệnh nhân không hài lòng về bác sĩ thì nên để người trong cuộc nói chuyện dễ dàng hơn mai đang còn lúng túng chưa biết giải quyết ra sao mà kiệt lại nói vậy nên cô đành nghe theo cô ậm ừ trả lời sau đó rời khỏi phòng trả lại không gian cho hai người nói chuyện cô có gì không hài lòng với tôi cô nói đi tất cả mọi thứ ngân nhanh chóng đáp lại rõ ràng nhấn mạnh vào từng chữ mới đầu gặp anh cô còn bất ngờ với vẻ bề ngoài hào nhoáng và thái độ lạnh lùng nhưng sau một thời gian tiếp xúc cô chỉ thấy anh là một người vô cảm chả có nhiều cảm xúc gương mặt của anh giống như một pho tượng vậy kiệt trầm ngâm suy nghĩ anh không giải thích hay thuyết phục cô mà chỉ im lặng điều này khiến cho cô có cảm giác lạ lẫm sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi đối diện với anh. Khoảng chừng vài phút sau mới nghe thấy tiếng động, yết hầu của anh từ từ di chuyển, giọng nói trầm ồn cao ngạo cất lên. Nếu như cô không hài lòng, khi tôi phụ trách chăm sóc, tôi sẽ nói lại với bệnh viện, đổi bác sĩ cho cô. Anh... anh nói vậy là sao? Cô yên tâm đi, bệnh viện chúng tôi luôn đặt vấn đề sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Cô không thích tôi khi làm việc với tôi, cô cảm thấy rất khó chịu. Thế nên tôi đến đây Tôi chăm sóc cho cô không được tốt Tôi sẽ đổi bác sĩ khác cho cô Cô đừng có lo Cơ thể của cô dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia Làm cho đông cứng lại Không ngờ Kiệt lại nghĩ ra biện pháp này Cô ngỡ ngàng Xem chút hụt hẫng Ngồi đơ như pho tượng Nhìn anh quay người bước đi Ngần đưa tay chơi với muốn níu kéo Muốn nói điều gì đó Nhưng lại không thể nào làm được Cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn mà không biết chính xác bản thân cô đang muốn gì. Lạc lõng phân vân, cô dường như mất đi phương hướng. Chỉ là lời nói của một người đàn ông xa lạ. Tại sao lại khiến cho cô bận tâm thế này? Đêm đến, tiếng nhạc ồn ào từ quán ba thiên mộng cùng với sắc màu rực rỡ của đủ loại ánh đèn. Nơi đây khi về đêm nhộn nhịp, sầm uất hơn hẳn. Không chỉ là những cuộc ăn chơi chắc tán, mà còn là những cuộc giao dịch Người với người, đàn ông và phụ nữ với nhau. Và hình như quán bar hôm nay đông gái hơn mọi khi. Có lẽ thời gian này, Cường đã tuyển được vài cô em mới. Trong không gian đầy những bông hồng nở rộ, đẹp đẽ đẹ ấy, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Chẳng cần váy body ôm sát, váy hai dây hay giày cao gót, cô gái khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi trễ vai, mái tóc dài đen nhánh, xõa ngang lưng, được cố định bởi một chiếc ghim nhỏ bên tai. Khuôn mặt thiên sứ, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt to sáng khiến cô trở thành tâm điểm của quán bar. Nhưng tại sao một cô gái thuần khiết lại xuất hiện trong thế giới tăm tối này? Cường ngồi trên chiếc ghế dài, bọc nhung đỏ, trần vắt chéo, hai tay dang rộng, ôm hai cô em xinh đẹp. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm về phía cô gái kia. Cường ngắm nghía một hồi sau đó quay sang hỏi Tài Người bạn thân trí cốt của mình Tài này Mày có biết cô gái kia là ai không? Tài nhìn theo hướng của Cường Sau đó đáp ngay Là gà mới của quán đấy Chính tay mày chọn Mày không nhớ à? Gà mới á? Tao đâu nhớ Là tao chọn cô ta Sao thế? Mày thích nó à? Mày thích Thì mày nhích đi Nghe đâu bảo Đang còn trinh đấy Còn trinh á? chưa còn gì, nhanh chân lên, không thằng khác nó lại hốt bây giờ. Cường nghe vậy nhanh chóng chỉnh trang quần áo, đầu tóc gọn gàng, đứng dậy và tiến về phía cô gái kia. Tài nhìn theo bạn mình cười thầm, rồi ra lệnh cho mấy cô em phục vụ cường khi nãy rời đi. Đàn ông ai mà trà thế, đặc biệt là trong giới buôn bán thể xác này, tìm được con mồi ngon lại còn trinh nữa, chắc chắn sẽ xông vào mà cắn xé nhau. Cường cũng không ngoại lệ anh ta cũng là người ham mê của lạ hơn nữa cô gái này đúng chuẩn gu của anh dịu dàng thuần khiết khác hẳn mấy cô gái anh đã từng chơi qua cường lại gần cô gái đang chơi vơi giữa không gian rộng lớn của quán và bắt chuyện với cô ta bản chất cô gái được anh bộc lộ rất chuyên nghiệp nhưng lại không lộ liễu xin hỏi tôi có thể mời em một ly không cường nhẹ nhàng đưa ly rượu vang đỏ về phía của cô Hành động ôn nhu từ tốn không sỗ sàng, không thô lỗ giống như mấy tên đàn ông khác. Cô có chút bất ngờ, ngượng ngùng nhìn anh. Ban đầu có ý định từ chối, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng chiều mến, nên khiến cho cô cảm thấy rất là thích thú. Dạ vâng, dạ được ạ. À? Hai gò má của cô ửng hồng, đầu của cô hơi cúi xuống che giấu đi sự ngại ngùng. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, cũng khiến cho cường rung động cô khác hẳn với những người đàn bà ở đây không lao vào đàn ông mà chỉ ngập ngừng e thẹn như cây trình nữ cảm xúc trong anh bây giờ hỗn loạn nhưng lại rất thân quen cứ như thể cảm giác này đã từng trải qua với anh em tên là gì dạ em tên là trang trang ư tên của em rất đẹp giống như em vậy được khen trang vừa vui vừa ngại đưa tay lên vo nhẹ mái tóc đen óng mượt hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong cuộc nói chuyện lại phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng khoảng cách cũng dần được thu hẹp đột nhiên từ đằng sau một cánh tay to khỏe của một gã đàn ông kéo trang ngược về phía sau trước sự ngỡ ngàng của hai người gã đàn ông đó còn khá trẻ tuổi chắc là nhỏ tuổi hơn cả cường cả người hắn toàn là mùi rượu trang đứng gần hắn cau mày khó chịu cái giọng lèm bèm của một tên nát rượu cất lên cô em xinh đẹp đi với anh đêm nay anh sẽ làm cho em không bao giờ quên được buông ra buông tôi ra tôi không muốn <laughs> đã thích lại còn ngại nào ngoan nghe lời của anh anh thương hắn không ngừng đụng chạm vào cô bằng đôi bàn tay dơ bẩn chàng sợ hãi đôi mắt long lanh ngấn lệ cường chứng kiến hành động của hắn từ đầu đến giờ tay chân của anh bắt đầu ngứa ngáy mặt tối sầm lại rất nhanh chóng Cường nắm chặt lấy cổ tay của hắn và vặn ngược ra phía sau. Thằng chó này, mày bỏ tao ra, mày bị điên à? Bị Cường bẻ tay, hắn đào đến nỗi tái tím mặt mày tình cả rượu. Cường không hề có dấu hiệu dừng lại. Một tay khống chế tên nát rượu này, tay còn lại kéo trang ra sau mình. Anh gần giọng. Mày có biết, đây là địa bàn của ai không? Tao không cần biết, tao chỉ cần biết rằng Mày mà động đến tao thì mày chỉ có chết Thật thế sao Vậy để tao xem Mày làm được gì Cường buông tay của hắn ra Sau đó ra lệnh cho đàn em Thằng Thiên đâu Mang nó ra ngoài Thiên Dạ vâng thưa anh Cường Thằng Thiên cúi đầu răm rắp nghe theo Sau đó ra lệnh cho mấy đứa đứng bên cạnh Đám người xông vào lôi sành sọc cái tên say rượu đi Hắn không ngừng la hét Không ngừng vùng vẫy Nhưng không được làm gì nữa chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng biết Bộ phận của hắn sẽ ra sao Đời trai này Coi như bỏ rồi Xử lý xong xuôi Cường quay lại nhìn ra đằng sau cô gái nhỏ bé Đang đứng trước mặt mình Chàng cúi gằm mặt xuống Nước mắt bắt đầu rơi Bờ vai run lên nhẹ nhẹ Anh đoán chắc đây là lần đầu tiên cô đi khách Nên mới sợ như vậy Em không sao chứ Em có bị thương ở đâu không Chàng lắc đầu Không đáp nhưng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi Chỗ này không thích hợp cho em Nào Anh đưa em ra khỏi đây nhá. Dứt lời Cường kéo tay Trang rời khỏi quán ba Trong sự ngỡ ngàng của mọi người Tài đứng ở một góc quan sát mọi chuyện Khỏe môi khẽ nhếch lên Quả này Lại chết thêm một con mồi Cường đưa Trang ra khỏi quán ba Bằng chiếc xe Audi của mình Trên đường Trang sụt xịt vài tiếng Có lẽ vẫn đang còn sợ phải mất đến gần một lúc sau, cô mới bình tĩnh hơn. Cường lái xe, đôi lúc cũng liếc nhìn cô gái một cái, thấy chàng không còn khóc, anh mới lên tiếng hỏi. "Em có còn sợ không?" "Dạ, còn một ít à. Nhưng anh đưa em đi đâu thế này?" Chàng ngẩng đầu lên nhìn con đường dài phía trước, cô mới đến Thiên Mộng làm việc, đây cũng là đêm đầu tiên đi khách, bây giờ đột ngột bỏ về, chắc gì đã được vào phòng trò có khi cô lại còn bị đánh vì tội bỏ về cũng nên nghĩ đến đây nỗi sợ trong cô lại càng tăng thêm cường nhìn cô nhìn đôi mắt long lanh to tròn kia rồi nghĩ chàng là người mới dạy trọ cho gái điếm ngủ bây giờ vẫn chưa mở mà anh cũng không muốn đưa cô về đó nghĩ một hồi anh lên tiếng tôi đưa em về nhà của tôi sao cơ nhà của anh á em có đồng ý không Ừ, tùy anh à Cường không nói gì thêm nữa Nhấn mạnh chân gà ô tô Chiếc xe băng nhanh trên quốc lộ Rồi dừng lại bên một căn biệt thự sang trọng Đánh xe vào gara Hai người cùng nhau bước vào nhà Bước vào bên trong Trang đưa mắt nhìn xung quanh Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Một tòa biệt thự sao hoa và lộng lẫy Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt Cách bày trí cũng rất bắt mắt Với gam màu vàng là chủ yếu Tất cả đều gợi lên sự giàu có và phảng phất mùi tiền. Đi theo anh. Trang nhanh chóng chạy theo sau lưng của Cường, lên đến tầng 2, dừng chân tại một căn phòng lớn nhất. Đây là phòng của em, tạm thời em ở đây nhé. Tôi sẽ gọi điện cho Thiên, sắp xếp cho em một công việc mới. Em không cần phải lo lắng. chàng gật đầu nghe lời không dám cãi, mặc dù đang đứng trước cửa phòng nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Hai tay của cô bấu chặt vào váy toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt của cô cố ý làng tránh không dám nhìn thẳng. Cường nhanh chóng nhận ra thái độ của cô. Nếu là những người con gái khác, không đời nào anh đưa về. Có thích thì chỉ là thỏa mãn ở trong quán bar hoặc là nhanh chóng lao vào như một con hổ đói lâu ngày. Chứ không chần chừ do so dự như đối với chàng. Đối với chàng anh có cảm giác muốn được bao bọc, muốn được che chở cho cô. Anh không muốn làm cho cô khóc. Cường từ từ tiến đến gần cô Trang cảm nhận được tiếng bước chân của anh Tim của cô đập ngày một nhanh hơn Như muốn nhảy ra ngoài Cô nhắm chặt mắt lại Tự nhủ sẽ không phản kháng Nhưng không Không giống như những gì cô nghĩ Hành động của anh hoàn toàn ngược lại Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên Nâng cầm cô lên Anh đặt lên môi của cô một nụ hôn thật ngọt ngào Dịu dàng và đầm thắm Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Hạnh Phúc Lạc Lối được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập 2 rồi thì có rất là nhiều bí ẩn về nhân vật Cường được tác giả tiết lộ cho chúng ta đúng không quý vị? Tâm An cũng hiểu được rằng là một người như Cường có rất nhiều kẻ thù. Nhưng mà cái tai nạn mà xảy ra đối với Ngân lại là một chuyện rất là đáng kinh ngạc. Và sau cái tai nạn này thì Ngân lại không muốn đi làm gái điếm nữa. Cô muốn được hoàn lương, muốn trở về một cuộc sống bình thường, cho dù là nghèo khó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp những phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này để xem cuộc đời của Ngân sẽ ra sao khi mà ngày hôm nay thật là may mắn khi Ngân đã được gặp Kiệt nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những phần tiếp theo. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại